Theo số liệu của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết, khoản tiền Ukraine vay của định chế này đã tăng lên 13,8 tỷ đô la Mỹ, đưa Kiev trở thành con nợ lớn thứ hai của IMF sau Argentina. Tính đến ngày 28 tháng 6, thì Ukraine đã nợ IMF 11,6 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, cùng ngày, thì IMF đã hoàn thành đợt đánh giá thứ tư về chương trình hỗ trợ tài chính cho Kiev, đồng thời phê duyệt phân bổ thêm 2,2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong đợt hỗ trợ mới, nâng tổng số tiền cho vay lên 13,8 tỷ đô la Mỹ, vượt qua Ai Cập. Danh sách 5 quốc gia nợ IMF nhiều nhất hiện nay bao gồm Argentina, Ukraine, Ai Cập, Ecuador và Pakistan. Trong đó, Argentina vay 41,7 tỷ đô la Mỹ, Ukraine vay 13,8 tỷ đô la Mỹ, Ai Cập vay 13,6 tỷ đô la Mỹ, Ecuador vay 8,55 tỷ đô la Mỹ và Pakistan vay 8,4 tỷ đô la Mỹ.